chung kiên trì một chút các bạn ha, chung kiên trì một chút thì mình sẽ có trái ăn này, phải có cái để chơi này các bạn, dâu rất trẻ con rất là... À, xin chào các bạn nha. Đây là cái dâu mình mới mua về đây. Mình mới mua một hai cái chậu dâu tây giống dâu mới các bạn nha. Giống dâu mới giống theo như cái cô mà cô nhập về là giống dâu New Zealand các bạn. Là New Zealand thì cái quả nó đây là cái quả nó con này các bạn, chùm chùm này. Đây, cho các bạn thấy. Cái giống là giống New Zealand. Ủa, quả nó bị bẹp này. Quả to bị bẹp nhưng mà có đây là giống chủng quá của nó kiểu này các bạn. Rồi giống New Zealand thì mình mua về mình sẽ bây giờ mình tiến hành mình sẽ bởi mình nhân giống các bạn nha. Ba của Khánh Hân sẽ giống thì bây giờ theo như cách làm của ba của Khánh Hân thì ba của Khánh Hân sẽ tách ra các bạn, tách ra trồng lấy cái gốc trồng xong bắt đầu là mình phải trồng cái đất vườn của nhà mình như này, cái đất vườn nhà mình như này. Đây. Thì các bạn biết chưa, với cái này giống này ở Đà Lạt về á. Đây. Cái giống này Đà Lạt về mình sẽ lấy cái đất vườn của mình trồng để cho nó thích nghi với cái khí hậu với cái đất ở đây rồi xong đó là có thể là từ từ mình mới thuần. Rất có thể là cái cây con của nó ra các bạn nhá. Cái ngó của nó ra thì mình cái cây con thì cái khả năng mà thích nghi của nó mới cao. Đó. Còn bây giờ các bạn biết không? Bây giờ là muốn trồng là bây giờ mình phải cắt hết cái này. Cắt hết cái quả chùm quả của nó đi các bạn nhá. Đây này. Bây giờ mình trồng mà. Trồng đây này các bạn thấy không? Mình bây giờ mình muốn nhân giống mình trồng là mình cắt cái quả mình bỏ đi, mình bỏ hết cái quả nó đi. Đó. Mình bỏ cái quả đi và cái lá già mình bỏ hết chứ không có để là nó cái cây nó bị mất lực. Bây giờ là chủ yếu là để cho nó nuôi cái gốc để nó ra rễ thôi các bạn nha. Đó. Quả của nó là cái chùm quả nó đây, đây là giống dâu mới các bạn. Cái này mình đang sưu tầm các loại giống. Đây là giống New Zealand các bạn. New Zealand. Có nghĩa là mình phải từng bước mình nhân giống ra các bạn nhá. Bởi vì mình ở đây thì mình trồng hạt không ấy cho mình phải trồng từng bước mình ấy. Thì ba Khánh Hân đã thành công trong cái việc trồng cái dâu mà cái dâu mỹ đá các bạn, dâu thông thường, cái dâu thì nó chua và quả nó ít lắm. Thì bây giờ là ba Khánh Hân sẽ trồng ra các bạn nhá. Cắt các lá già đi. Cái chậu này thì ba Khánh Hân sẽ để lại, còn cái chậu kia ba Khánh Hân sẽ tách ra. Đây là cái ngó này nhưng mà nó bị gãy rồi các bạn nhé, nhưng mà vẫn dâm, mình vẫn dâm vẫn lên được các bạn ha. Đây này, nó có một chút rễ này nhưng mà nó vẫn lên, mình cứ để đây vẫn lên đấy các bạn, nhìn vậy nhưng mà nó vẫn lên ok ạ, không sao hết đâu. Và Khánh Hân sẽ cắt hết cái lá này ha các bạn nhé, chỉ để lại mình cái gốc với một số cái lá non cho nó trồi, không có là nó mất lực ngay các bạn nhé. Cái này đưa từ Đà Lạt về á, nên là nó rất là bị héo các bạn ạ, bị ô tô nên héo. Một cô có chuyên bán hoa cây cảnh ở gần nhà. Bây giờ mình muốn nhân giống thì mình phải chịu khó vậy thôi các bạn ha. Thì nay mai thì mình nó ra ngó rất nhiều thì mình lại có thể mình lại bán lại thôi ha. Bán lại cho ai cần thì mình lại bán lại giống, nhưng mà đang phải thử nghiệm cái việc nhân giống các bạn. Ba chậu này là ba của Khánh Hân mua tới 150.000 đấy bạn. Ba chậu, bởi vì các cô vận chuyển từ xa đến mà. Từ Đà Lạt về các bạn, xe cộ rồi cái khác nữa là thế 150.000. Về thì trước mắt bây giờ mình phải trồng để cho nó lên các bạn nhá. Lên cho nó trồi lại cái lá non rồi bắt đầu xong mình mới chăm sóc lại ha. Đây các bạn thấy chưa, cắt hết các lá già, chỉ để một vài cái lá đại diện thôi. Cắt hết, không có tiếc được các bạn ha. Tiếc không là nó đuối cây ạ. Ui giời, nhạc to quá nhỉ. Nhạc to quá. Cắt hết các bạn ạ, cắt hết cái, đây là cái chùm quả ở hoa của nó. Cắt hết đi. Cái dâu thì mình phải thuần từng bước một các bạn ạ.
để cho nó thích nghi với cái điều kiện thời tiết ở chỗ mình cái đã. Cái đất, đất có thể là cái cây con à, cây mẹ, tức là cái lớn như cây đang trồng đây này, là nó sẽ thích nghi xong đó thì nó đẻ ra cây con, bắt đầu cây con bắt đầu nó mới trở đi mới khỏe các bạn ạ. Mình phải dùng đất vườn của mình thôi, đất vườn chứ mình lại không dùng đất sạch. Cái đất sạch thì nó cũng là một phần để trồng, tuy nhiên là đến cái đất vườn để cho nó hợp với cái đất với cái thời tiết của cái nơi mình trồng đấy các bạn này. Đó, theo của ba Khánh Hân nghĩa là như vậy, có nghĩa là mình trồng để cố gắng để mình cho nó tạo ra quả đó, thì mình phải thuần nó từng bước như vậy. Có nghĩa là cái đời con của cái cây này thì may ra nó có mấy khả năng nó mới thích nghi. Cắt hết đi các bạn, cắt hết đi. Cắt đây chỉ để lại cái một số cái lá đại diện thôi. Không có là nó cái này cô trồng hơi sâu à. Có thể để bà bỏ ra, bà Khánh Hân bỏ ra ha, bỏ ra để cho thêm đất xuống dưới các bạn. Cho thêm đất vào cho nó cao cao lên chút, chứ bây giờ nó ấy quá. Cao quá, cho nó thấp xuống. Cho nó hở gốc ra, hở mình để trong mát, để trong mát cho nó trong mát cả tháng, à cả tuần với các bạn. Đó, tuần nó ra rễ cái này. Trồng sâu quá thế này là nó cũng không ấy đâu này. Trồng sâu này là nó dễ bị thối gốc các bạn. Trồng sâu quá, cô trồng sâu quá. Cắt hết các bạn nha. Đó. Trồng cao lên là nó mới ngày mai nó ra rễ rồi mình mới tính cho các bạn. Không mình không tiếc được đâu. Không tiếc đâu. Giống dâu mới. Đây các bạn, cái cuống hoa là phải cắt hết. Khi mà nó bén nó khỏe rồi các bạn, thì khi đó các bạn muốn trồng ra cái gì trồng, bây giờ là phải chăm sóc kiểu này các bạn ạ. Dâu nó cũng như trẻ con, trồng phải chăm rất là chất kỹ. Chung kiên trì một chút các bạn ha. Chung kiên trì một chút thì mình sẽ có trái ăn này, phải có cái để chơi này các bạn. Dâu rất trẻ con rất là thích, mình cũng rất thích. Ba Khánh Hân rất là thích dâu, nó rất đẹp này. Cỏ thì nó đỏ rất là đẹp ha các bạn ha. Trong nhà là có hoa cây cảnh nữa. Đây, quá trùng quá các bạn. Hy vọng là ba Khánh Hân sẽ nhân giống được cái loại dâu tây mới ha các bạn ha. Rồi các bạn, nếu mà lần đầu tiên xem video của ba Khánh Hân TV thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhá, và theo dõi xem là cái dâu tây giống mới, dâu tây new này nó có lên tốt không các bạn nha. Có lên được tốt như ý muốn không ha. Cắt hết rồi, cắt hết rồi, chỉ để lại một vài lá thôi. Chỉ được một sụn, chỉ để lại một vài cái lá ấy thôi các bạn ha. Để sâu quá các bạn ơi. Để xuống dưới này. Để nó bị ăn, để trồng sâu quá là nó xuống bị ảnh hưởng, sẽ thối gốc, gốc nó hở gốc cao ra chút. Khi mà nó lên rồi đấy các bạn, thì thích cho chăm sóc kiểu gì cũng được ha. Phân cái gì cũng được, nhưng bây giờ thì tốt nhất là mình cứ cho nó bén rễ cái này các bạn. Bén rễ cái này mình muốn ra chậu, muốn ra trồng chậu, cái gì cũng ok. Cái này là tưới nước nó sẽ xuống đó các bạn nha.
mục đích mình trồng như thế này để đêm mai là nó trồi ra các bạn, trồi cái nó ra cái ngó của nó, mùa mưa là mình chăm tốt là nó sẽ ra được cái ngó các bạn nha, ra cái ngó để mình để cho nó lại sức. Ít bữa mình lại cho ra cái chậu to, cho ra cái chậu, một cái chậu to, và mình dùng cái đất ở vườn thì để cho nó mục đích cho nó ra nhiều cái ngó lên để mình lại ra giống các bạn. Đây, trong đây đất nhiều quá. Đó, vậy thôi bạn. Thì cắt bớt cái lá đi thôi. Lá rất là nhiều ha. Đây các bạn, nhiều lá ha. Một trong những cái mà để cho cái cây nó khỏe là các bạn không trực tiếp cắt hết lá đi. Mới mà mang về mà, cắt hết. Đây này, mình cắt hết. Cắt hết để nó tự trồi các bạn, không có là nó yếu cái cây đi. Cái đây vẫn chưa được này. Bà phải đi, bà khách nhân phải chạy đi công việc chút rồi các bạn nha. Chạy đi công việc chút rồi ha. Rồi, lại tiếp tục các bạn ạ. Tiếp tục để làm lại cái bầu. Rồi, nó sâu các bạn, cho nó hở cái này ra chút này. Nó hở cái gốc nó ra chút. Mình tí nước là nó sẽ sạch sạch cái này, nếu không nó bị thối đó các bạn. Nó sẽ bị thối. Trộn cái đất vườn của mình vào cũng là mục đích các bạn nha. Các bạn cho nó gọi là cho nó tương thích, cho nó thích đi dần cái đất của vườn nhà mình nhé các bạn. Đây. Gốc của nó cũng khá to các bạn, gốc một cây dâu niu gốc khá to. Giống như lần khả năng thì họ trồng, mình xem ở trên mạng thì chủ yếu họ trồng mô các bạn, cấy mô. Không biết mình trồng ở đây thế nào, có thành công không. Đang thử nghiệm thôi các bạn, nhưng mà cứ tin tưởng ha, mình tin tưởng thôi, mình tin tưởng nó sẽ lên được. Cho nó hở gốc các bạn, hở gốc mình để trong mát là nó sẽ ra. Ngày mai mà nó ra được cái lá non, bắt đầu mình mới đưa ra cái chậu lớn các bạn nhé. Mình đưa cái chậu lớn thật lớn, mình trồng 100 trong một cái chậu thật to đó, mình chăm thật tốt để cho nó ra thật nhiều cái ngó các bạn. Nó tốt mà để nó ra ngó thật nhiều, mình sẽ nhân giống ra rất nhiều. Mục đích là như vậy các bạn. Bây giờ thì để cho nó bén rễ kìa, nó bén rễ xong bắt đầu mình sẽ đưa cái chậu to này các bạn. To thì nó phát triển mạnh thì cái ngó nó ra là nhiều các bạn. Cái ngó nó ra thật nhiều ha. Cái ngó nó ra thật nhiều thì mình bắt đầu mình với lại mình làm các cái bầu, mình cho cái ngó nó xuống. Cho cái ngó nó xuống là nó sẽ lại phát triển ra. Thế vậy là mình lại bắt đầu là có nhiều giống. Phải rất là kiên trì các bạn. Phải kiên trì lắm. Cái gì mình đam mê thì mình phải kiên trì. Thấy cái quả dâu nó bị dập, nó thơm lắm các bạn. Dâu rất là thơm. Không sao, nói chung không sao. Mình cho nó hở gốc ra các bạn. Cô dùng đất trồng hơi sâu ha. Đất rễ của nó rất đang còn trắng trắng các bạn. Các bạn thích rau tây thì like giúp mình nhé. Trồng cao lên chút các bạn ha, trồng cao chút. Mình bỏ thêm đất cho vườn của mình vô các bạn, hiểu không?
đất vườn của mình là dần dần là cho nó thích hợp với cái đất ở trong vườn của mình ấy. dần dần là nó thích hợp với cái đất ở vườn nhà mình, là nay mai là nó sẽ, cái đất đó là đất ở Đà Lạt người ta đưa về các bạn, thì có thể nó không, nó đang hợp với cái đất đấy, mình về mình đưa cái đất vườn nhà mình, tức là mình thuần từng bước các bạn, cái cây nó cũng phải thích nghi từng bước với cái đất ở vườn nhà mình. Đó, cái mục đích của mình như vậy đó. Đấy vậy thôi. Mình sẽ đi tưới nước các bạn ha. Mình sẽ lên nước mình tưới. Tưới nước vào thôi, giờ mình đưa vào trong mát. Để trong mát thì để tối nay mình sẽ để ngoài đây cho nó có sương các bạn. Mai mình sẽ đưa vào trong mát khoảng 1 tuần 10 ngày gì đấy, là khi đấy là nó bắt đầu phát triển ra thì mình bắt đầu mình mới, khi đấy mình mới đưa ra các bạn nhá. Cắt hết đi các bạn, cọng cắt hết cho nó gọn. Nó sẽ nay mai nó sẽ trồi ra các bạn. Lá dâu là nó ra nó non nhanh lắm. Các bạn nhìn thấy cắt cọc thì nó nhìn nó thấy kỳ không? Nhưng không sao, cái cuống thôi các bạn ha. Chỉ để một số cái lá đại diện. Ui, mình cắt nó một lá non rồi. Không sao hết. Mình nghĩ là không sao hết các bạn nhá. Không sao hết ạ. Để cái lá nó càng yếu à. Mình cắt hết, cắt trụi hết. Ok. Rồi, mình sẽ đi tưới nước các bạn ha. Hôm nào đi tưới nước cũng đến cái đoạn là tối mò mắt. Tối mò. Đây các bạn thấy, cho nó hở cái gốc ra. Hở cái gốc ra các bạn ha. Nó sâu quá là nó cũng bị thối á. Mình cứ cho cái hở cái gốc ra. Rất may thì cô nhập cây về cho mình mua các bạn. Cô gần nhà mình. Bên trong nó có một cái bồ đất các bạn. Bồ đất mà đất ở Đà Lạt là nó đất Ba Gian các bạn nhé. Chứ không phải là cái đất giống ở mình, cho nên mình phải thuần từng bước ạ. Mình thấy có một cái bồ đất bên trong là đất Ba Gian. Đấy. Cho nên mình phải thuần từng bước các bạn ạ. Ok các bạn nhớ theo dõi video của mình, để có gì thì mình sẽ lại làm video của bạn về những cái giống dâu tây mới, giống New nhá, giống New Zealand trồng ở Kon Tum luôn các bạn nha. Ở Kon Tum nhá. Để mình xem là ở trên mình cái thời tiết nó có phù hợp không các bạn ha. Mình thử nghiệm đó. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt các bạn. Bây giờ nó trần trụi hết rồi. Bây giờ chỉ còn chừng này thôi. Bây giờ chắc là tối các bạn không thấy được ha. Hẹn gặp lại các bạn ha.